Trong mùa huấn luyện năm nay, Lữ đoàn đặc công 198 binh chủng đặc công đặc biệt coi trọng huấn luyện thực hiện các nội dung vào ban đêm. Qua đó giúp bộ đội thêm thành thạo kỹ chiến thuật hiệp đồng tác chiến và khả năng thích nghi với mọi điều kiện, địa hình, thời tiết, đặc biệt là rèn được bản lĩnh, nâng cao sức chiến đấu, ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Hiện tại là 23 giờ 30 phút và trên thao trường huấn luyện chiến thuật của Lữ đoàn Đặc công 198 thì tôi đang tham gia cùng với các cán bộ chiến sĩ trung đội 1 tiểu đoàn 35 thực hiện đề mục huấn luyện trung đội đặc công tập kích bí mật địch phòng ngự. Để hoàn thành tốt cái nội dung huấn luyện này thì không biết là phương pháp của các đồng chí là như thế nào? Để hoàn thành tốt nội dung huấn luyện này, trước hết chúng tôi cần phải chuẩn bị đầy đủ vật chất cho nội dung huấn luyện. Thứ hai, cần phải bồi dưỡng tỉ mỉ cho quân xanh, quân đỏ, hiệp đồng chặt chẽ. Thứ ba, huấn luyện thuần thục trong điều kiện ban ngày, sau đó mới chuyển sang tiếp tục huấn luyện điều kiện ban đêm. Đóng quân trên địa bàn có địa hình rừng núi phức tạp, khí hậu thất thường, nên nội dung huấn luyện đêm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 gặp nhiều khó khăn. Để đạt được yêu cầu của bài huấn luyện là đi không dấu, nói không tiếng, bí mật, bất ngờ, đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng, nỗ lực rất lớn của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Việc thường xuyên được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt như thế này giúp cho bộ đội có được tinh thần quả cảm, bản lĩnh kiên cường. Đặc thù là tầm quan sát là hạn chế, điều kiện thời tiết thì khó khăn, đặc biệt là mùa mưa, nên là bộ đội là trong quá trình đang huấn luyện gặp mưa thì cũng phải khắc phục để chúng ta huấn luyện để đảm bảo được cái chất lượng nội dung. Để có một cái buổi huấn luyện đêm đạt chất lượng tốt nhất, chúng tôi phân công cho cán bộ từ chỉ huy của cơ quan đến chỉ huy các tiểu đoàn, các đại đội sâu sát kiểm tra cụ thể tỉ mỉ từ con người đến vật chất trang bị. Về tinh thần ý chí của bộ đội là có ý chí quyết tâm rất cao, khắc phục mọi điều kiện thời tiết khó khăn cũng như là có cái tinh thần ý chí tốt, tổ chức luyện tập chặt chẽ. Thông qua các cái mùa huấn luyện chúng tôi đều huấn luyện chặt chẽ các cái buổi huấn luyện ban đêm. Trong mấy năm qua là cũng chưa có cái sự việc gì mất an toàn trong quá trình huấn luyện ban đêm, và chúng tôi là thường xuyên là được đạt danh hiệu, là tặng danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi. Buổi huấn luyện kết thúc khi mà thời gian đã bước qua ngày mới, các nội dung đề mục huấn luyện thì đạt cái yêu cầu đề ra. Cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 35, lữ đoàn đặc công 198 lại trở về đơn vị và sẵn sàng cho những buổi huấn luyện tiếp theo. Bên phải, quay. Đơn vị, thủ, bốc.